Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng ông sẽ không từ chức bất kể kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sắp tới như thế nào, theo tờ Politico. Tổng thống Macron giải tán Quốc hội Pháp hôm ngày 9 tháng 6 sau khi đảng Phục hưng của ông giành được ít hơn một nửa số phiếu so với đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu của phe đối lập trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Tôi làm vậy để giành chiến thắng, ông Macron nói với tạp chí Le Figaro, lưu ý rằng hiến pháp Pháp quy định rõ vị trí của tổng thống bất kể kết quả bầu cử quốc hội như thế nào. Nhà lãnh đạo Pháp bác bỏ quan điểm rằng việc ông giải tán quốc hội là điên rồ và điều này có thể trao quyền lực chính trị lớn cho phe đối lập, cũng như vô hiệu hóa khả năng hoạch định chính sách đối nội của ông trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Chẳng có tác động gì cả, tôi chỉ nghĩ đến nước Pháp, đó là một quyết định đúng đắn và vì lợi ích của đất nước. Tôi muốn nói với người dân Pháp, đừng sợ, hãy đi bỏ phiếu, Tổng thống Macron nhấn mạnh. Đây là tinh thần của chúng tôi, lắng nghe người dân Pháp. Giải tán quốc hội là hành động rõ ràng nhất, triệt để nhất và mạnh mẽ nhất để thể hiện sự tin tưởng to lớn đối với người dân Pháp, vị Tổng thống nói thêm. Ông Macron cũng nói rằng, ông không nghĩ phe cực hữu có thể lặp lại thành công tại cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trong cuộc bầu cử cả nước. Chính trị rất năng động, tôi chưa bao giờ tin vào các cuộc thăm dò ý kiến. Quyết định của tôi đã mở ra một kỷ nguyên mới, một chiến dịch mới bắt đầu và chúng ta không nên nhìn điểm số của mỗi khu vực bầu cử theo thước đo của cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, theo ông Macron. Tổng thống Macron cho biết, ông sẽ trực tiếp vận động tranh cử cho đảng của mình. Pháp sẽ bắt đầu bầu cử quốc hội vòng 1 vào ngày 30 tháng 6 và vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Ngày 10 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nên từ bỏ chính trị sau khi các đảng của hai ông này thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, theo đài RT. Theo kết quả sơ bộ bầu cử nghị viện châu Âu tại Đức, Đảng Dân chủ xã hội SPD của Thủ tướng Scholz đứng thứ 3 trong cuộc bầu cử, xếp sau Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU và Đảng cánh hữu giải pháp thay thế cho Đức AFD. Trong khi đó, tại Pháp, Liên minh cầm quyền của ông Macron được ít hơn một nửa số phiếu so với Đảng Mặt trận Quốc gia của phe đối lập. Bình luận kết quả này, ông Medvedev nói rằng, kết quả bầu cử cho thấy ông Scholz và ông Macron không được ai tôn trọng. Quan chức Nga này liên kết thất bại của hai nhà lãnh đạo châu Âu với chính sách kinh tế và di cư không hợp lý, cũng như sự ủng hộ dành cho Ukraine mà cái giá phải trả chính là người dân, Đức và Pháp. Đã đến lúc nghỉ hưu và đi vào đống tro tàn của lịch sử, ông Medvedev viết trên mạng xã hội. Đức và Pháp chưa bình luận về phát ngôn của ông Medvedev. Ngày 6 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow sẵn sàng trang bị vũ khí cho kẻ thù của Mỹ để đáp trả việc Mỹ và các đồng minh của Washington gửi vũ khí tới Ukraine, đài RT đưa tin. Đây là một sự thay đổi khá quan trọng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi, ông Medvedev đăng trên nền tảng X, trước đây là Twitter. Theo ông, cho đến nay, Mỹ và các đồng minh của Washington vẫn cảm thấy rằng họ có quyền gửi tất cả các loại vũ khí tới Ukraine để tiêu diệt Nga bằng mọi cách có thể, đồng thời đe dọa bất kỳ bên nào cung cấp cho Moscow vũ khí hoặc các vật liệu khác để phòng thủ. Ông Medvedev viết, bây giờ mong rằng Mỹ và các đồng minh của họ sẽ được tận mắt chứng kiến việc bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí Nga. Các khu vực này, hiện chúng tôi không nêu tên, có thể là tất cả những bên coi Mỹ và đồng minh của Mỹ là kẻ thù. Kẻ thù của Mỹ đều là bạn của Nga, vị quan chức tuyên bố. Trước đó, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đang xem xét các biện pháp bất tương xứng để đối phó với các nước phương Tây cho Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moscow đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí tầm xa tiên tiến, có tính chất tương tự như loại mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine, cho các đối thủ phương Tây trên thế giới, từ đó giáng đòn vào các quốc gia phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ về Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của chính Washington, chứ không quan tâm tới Ukraine. Chia sẻ với tổng biên tập các cơ quan báo chí thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, SPIEF, Nga, ngày 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ chỉ quan tâm đến sự vĩ đại của chính họ, chứ không quan tâm tới Ukraine. Đài RT đưa tin, theo ông Putin, việc Mỹ tham gia cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine
bằng cách viện trợ cho Kiev nhằm thúc đẩy tham vọng toàn cầu của Washington. Khi được hỏi về khả năng Mỹ sẽ thay đổi chính sách đối với Nga, ông Putin nhận định rằng điều đó phần lớn phụ thuộc vào chính Washington và nhận thức của nước này về thực tế. Tổng thống Putin nói thêm rằng nước Mỹ hiện đang tập trung vào các tham vọng theo chủ nghĩa toàn cầu hóa, điều mà các nhà lãnh đạo Nga cho rằng đang tiêu diệt nước Mỹ từ bên trong. Không ai ở Mỹ quan tâm tới Ukraine. Washington không chiến đấu vì Ukraine hay người dân Ukraine. Họ đang chiến đấu vì sự vĩ đại của chính họ và vì tham vọng lãnh đạo toàn cầu. Tổng thống Putin nói, theo nhà lãnh đạo Nga, chính quyền Mỹ hiện tại không quan tâm nhiều đến việc giúp Kiev chiếm ưu thế trong tình hình bế tắc đang diễn ra. Thay vào đó, Mỹ đang quyết tâm ngăn chặn bất kỳ thành công nào của Nga, vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo của Washington. Ông Putin khẳng định những tham vọng toàn cầu hóa đó có hại cho chính nước Mỹ, đồng thời nêu rõ lạm phát cao và khoản nợ khổng lồ là một trong những thách thức lớn nhất mà Mỹ hiện đang phải đối mặt. Theo ông Putin, chính quyền Mỹ tương lai có thể đảo ngược xu hướng này bằng cách tập trung vào việc củng cố nước Mỹ từ bên trong, củng cố nền kinh tế và tài chính, xây dựng quan hệ bình thường với thế giới. Ông Putin nói thêm rằng, những chính sách như vậy có thể mang lại một số thay đổi thực sự trong quan hệ giữa Moscow và Washington. Phát ngôn của Tổng thống Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Điện Kremlin lần đầu tiên gọi Mỹ là kẻ thù. Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ là quốc gia không thân thiện hoặc đối thủ. Điện Kremlin lần đầu gọi Mỹ là kẻ thù. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lần đầu gọi Mỹ là kẻ thù khi trả lời các phóng viên, một động thái cho thấy quan hệ hai nước đang gia tăng căng thẳng. Hiện vẫn chưa rõ liệu việc sử dụng cụm từ này có báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Moscow với Washington hay không. Việc Washington từ chối cho phép cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ, kim thanh sát viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc và cộng tác viên RT Scott Ritter tới Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, SPIEF, là biểu hiện mới nhất của chiến dịch ngăn cản công dân Mỹ tiếp xúc với Nga. Ông Peskov nói hôm 4 tháng 6, Điện Kremlin cho rằng Scott bị cấm thực hiện chuyến đi vì ông là cựu sĩ quan tình báo và những hạn chế áp dụng đối với các cựu sĩ quan tình báo, đặc biệt trong việc đến một quốc gia thù địch là phổ biến trên toàn thế giới. Chúng tôi là quốc gia kẻ thù với họ, và họ cũng là như vậy với chúng tôi, người phát ngôn nhấn mạnh. Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ và các nước phương Tây hỗ trợ trang bị vũ khí cho Ukraine cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow là các quốc gia không thân thiện hoặc đối thủ. Sự thay đổi về giọng điệu của Điện Kremlin diễn ra sau khi Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Hồi tháng 3, ông Peskov lưu ý rằng không có trào lưu bài Mỹ ở Nga. Ông bày tỏ hy vọng rằng, sớm hay muộn, việc nhận ra Mỹ và Nga không phải kẻ thù cũng sẽ đến. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 cho biết, giới tinh hoa các nước phương Tây mới là kẻ thù thực sự của Nga. Ông cho rằng cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev là do giới tinh hoa phương Tây dàn dựng. Những người này đang tìm cách gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.